Hello, xin chào các bạn nha. Lời đầu tiên thì mình cũng cảm ơn các bạn luôn theo dõi và ủng hộ cái kênh của mình. Thì mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hôm nay thì mình có chia sẻ về cái chuyện mà sắp tới đây đó các bạn, là 1 tây tháng 1 2020 này đó, thì cái luật mà AB5 đó, luật của Quốc hội tiểu bang California sắp ban hành đó, thì nó có mấy cái điểm mà làm có rất là nhiều người người ta quan tâm về vấn đề này, nó có rất là nhiều khúc mắc, nó không có suôn sẻ cho lắm. Thì đây thì mình cũng chia sẻ cho các bạn một chút cái quan điểm của mình thôi. Đó, thì cái luật này ra thì các bạn cũng biết rồi, thì nó có hai cái yếu tố chính, có nghĩa là một đó là W2 và hai là cái form 1099 đó. Thì hai cái điều kiện này, W2 là sao, là người chủ là phải trả cho công nhân tất cả cái benefit đó các bạn, giống như là bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe, rồi an sinh xã hội đó, tất cả là người chủ phải trả hết đó nha. Nhưng mà người chủ là có cái mệt là biết sao không? Khi mà làm W2 vậy đó thì người ta phải bỏ ra nhiều tiền thêm, đúng không? Tại vì trước đây á, thì bạn ăn chia với nhà ăn chia thì bạn không có làm theo cái form 1099 đó, thì bạn không có phải mua bảo hiểm y tế cho công nhân, là không có phải phải mua cái giống như cái an sinh xã hội đó các bạn, cái tiền hưu trí đó, không phải làm mấy cái vụ đó ha, thì khai thuế ít đi. Thì nhưng mà bây giờ nếu mà làm theo cái luật này ra thì bạn phải làm cái form W2 đó, thì có rất là mình người chủ tiệm đó, người ta phải bỏ ra thêm nhiều tiền đó. Tại vì sao? Người ta đã mướn mặt bằng này, rồi mướn tiệm ne mua dụng cụ về cho công nhân, rồi tất cả các thứ đó nó rất là nhiều tiền đó, nó sẽ đội cái số tiền lên đó. Thì cái là cái điểm này thì cũng bất lợi cho các chủ tiệm neo nếu mà làm theo cái form mà một cái form mà W2 đó, thì cũng có nguy cơ là nhiều nhiều cái tiệm nail đó, nếu mà không có tiền mà để mà ứng trước đó thì có nguy cơ là sẽ bị đóng tiệm cũng rất là nhiều đó. Thì cái này cũng một cái nỗi lo của rất là nhiều các chủ tiệm nail, nếu mà cái luật này ra như vậy đó thì cũng cũng hơi mệt. Còn nói về cái form 1099 á, thì tạm thời bây giờ cái luật này ra thì nó vẫn cho cái mình vẫn làm được cái form 1099 trong vòng 2 năm nữa, tới năm 2022 là cái luật về ngành neo nó bắt buộc là phải trả W2 hết nha. Còn bây giờ tạm thời vẫn người ta vẫn sử dụng được cái form 1099. Nhưng mà trong cái điều luật này ra đó, khi mà nếu mà mình sử dụng cái form 1099 á, thì mình là phải ký vô cái giấy giống như kiểu là mình mướn đó các bạn, nó kêu là cái gì independent contractor đó, có nghĩa là mình một công nhân phải tới cái chỗ mà chủ tiệm nail đó, là mình làm cái giống như kiểu mình mướn lại cái chỗ ngồi đó, rồi mình tự lấy hẹn, rồi mình tự tính tiền, rồi mình tự coi như là y như là mình là một người chủ luôn đó. Thì ví dụ như một cái tiệm nail là 5 cái bàn đi, thì sẽ có 5 người, con 5 cái người đó tới mướn đó, 5 cái người đó tới mướn, thì 5 người đó tự động các bạn lấy hẹn, các bạn tự làm, muốn bạn muốn làm thì bạn làm, muốn bạn nghỉ thì nghỉ, không có bắt buộc về cái thời gian đó. Bạn chỉ mướn ví dụ như 1 tháng bao nhiêu tiền thì bạn trả lại cho cái người chủ tiệm nail đó đó, rồi còn bạn muốn lấy hẹn, bạn muốn đang làm, bạn không muốn làm thì bạn nghỉ thôi, đó là quyền của bạn. Đó là cái khai cái form 1099 là như vậy đó. Nhưng mà cái điều bất lợi là chỗ này, khi các bạn mướn như vậy đó thì cái chỗ làm việc của các bạn, ví dụ như cái bàn làm việc các bạn mà có dơ giấy đó đó các bạn, mà cái sở vệ sinh nó kêu là inspection inspector mà bo gì đó, người ta tới kiểm tra đó, thì nếu mà cái bàn của bạn dơ, bạn mướn cái bàn đó mà bạn làm bà dơ, mà cái nói chung là cái sở vệ sinh đi ha, cái sở vệ sinh đó người ta tới kiểm tra mà cái bàn nó dơ, nhưng lại người ta lại không có bắt vệ sinh bạn, mà người ta bắt cái chủ tiệm nail đó, nó có nghịch lý là như vậy đó. Rất là nhiều người ta lên cái tiếng cái chỗ về cái vụ này, tại vì biết sao, mình làm
mình là một chủ, cũng như là một người chủ rồi, mình vô mình mướn cái chỗ đó thì dĩ nhiên là mình phải chịu trách nhiệm về cái an toàn vệ sinh, đúng không các bạn? Mình mướn thì mình là một người chủ rồi đó. Mà ví dụ như vậy, cái sở vệ sinh người ta vô kiểm tra mà bạn dơ thì dĩ nhiên bạn là phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là chủ chịu trách nhiệm. Nhưng mà ngược lại đây, cái luật này ra thì người ta nói là chủ phải chịu trách nhiệm đó, một cái khúc mắc là như vậy. Vậy cái luật này ra nó cũng còn rất là nhiều cái bàn tán xôn xao lắm, như vừa rồi đó, vừa rồi ở bên Cali đó, ở Westminster đó, người ta đã được hội thảo, người ta đưa ra có rất là nhiều các chủ tiệm nail tới để hội thảo và bàn thảo đó. Có rất là nhiều cái vấn đề chưa có rõ ràng, rất là nhiều cái bất lợi đó. Còn nói về cái phần mà W2 đó, khi các bạn làm á, thông thường bây giờ đó là khi các bạn làm ra thì các bạn ăn chia là 46 hoặc là 5 năm, tùy theo cái nơi bạn deal với chủ tiệm nail. Thì nếu mà như các bạn mà làm ăn chia theo 46 như hiện tại bây giờ đó, thì các bạn làm á, là nửa mặt tiền mặt, nửa tiền check, đúng không? Bạn có khả năng bạn trốn thuế, tại vì bạn cái tiền mặt thì bạn lấy rồi, bạn đâu có khai làm gì, đúng không? Còn nửa check kia thì bạn khai. Thì bạn nếu mà bạn làm như vậy đó thì bạn hưởng được, giống như là bạn thuộc cái hộ nghèo. Ví dụ bạn làm 2.000 đi, bạn là bạn bạn lãnh lương 1.000, của 1.000 thì bạn trả bằng check, thì cái 1.000 đó thì vậy thì bạn phải đóng thuế. Nhưng mà nếu 1.000 như vậy đó thì bạn thuộc dạng hộ nghèo, thì bạn có khả năng bạn đi xin được các tiền trợ cấp của chính phủ đó, thì nó có cái quyền lợi như vậy. Nhưng mà cái khi mà các bạn làm như vậy đó, các bạn làm nửa check nửa tiền mặt đó, mà nói chung là giả nghèo đó để mà xin tiền trợ cấp của chính phủ đó, thì cái tương lai về già đó thì các bạn không có được như người ta. Ví dụ như người ta làm lương 2.000, 4.000 gì đó, người ta đóng thuế hết luôn đó, thì cuối khi mà về già đó thì người ta được hưởng cái tiền hưu trí đó cao hơn đó. Còn nếu mà mình làm mà 1.000 mà mình lãnh tiền mặt đó, thì cái mức mà mình đóng theo cái bảo an sinh xã hội đó ít đó, thì về già đó khi mà mình về hưu trí đó thì mình cái tiền tiền lương mà hưu trí thì nó ít đi. Nhưng mà theo một số giống như người Việt Việt Nam mình á, người ta không có nghĩ tới cái tương lai, người ta chỉ cần là trước mắt thôi, đâu có biết được là sống nay chết mai. Nhiều người ta nghĩ vậy đó các bạn, người ta không cần đóng thuế nhiều, yêu cầu là bây giờ làm có tiền bây giờ là ok rồi. Còn về hưu trí đó, mai mốt ví dụ như là nhiều người ví dụ lãnh 500 1.000 á, thì các bạn lại thiếu á, thì các bạn lại xin tiền chính phủ thôi đó. Có nhiều người ta suy nghĩ như vậy nên họ không có muốn đóng thuế nhiều đó. Thôi mình không có chuyện nói thì cái ví dụ đó thì xa xôi quá, thôi mình không có nghĩ tới nữa. Bây giờ trở lại cái vụ mà anh làm form mà W2 đó, thì ngược lại người công nhân đó, nếu mà bạn khai thuế mà 100% đó theo cái W2 của chủ trả cho mình đó, thì bạn được hưởng cái quyền lợi rất là nhiều. Ví dụ như là bảo hiểm y tế nè, bảo hiểm xã hội nè, rồi bảo hiểm thất nghiệp nè, rất là nhiều cái khoản đó. Ví dụ như bạn làm mà bạn bị thất nghiệp đó thì bạn có thể xin tiền thất nghiệp. Đó là cái benefit của cái W2 là như vậy, có rất là nhiều cái quyền lợi đó. Rồi bạn đóng thuế như vậy đó thì cái tiền thuế nó cao lên, thì khi mà về hưu đó thì các bạn có cái tiền hưu cao hơn đó. Nhưng mà ngược lại có một vấn đề như vậy, khi các bạn mà làm một công nhân bình thường đó, theo cái luật mà của sở luật là lao động là theo cái form mà W2 đó, là ví dụ như các bạn đang làm nail đi, mà bây giờ tới cái giờ nghỉ thường, thông thường đó khi các bạn mà làm hãng xưởng đó, là ví dụ như các bạn làm một ngày 8 tiếng thì khoảng 2-3 tiếng là người ta cho bạn đi nghỉ nghỉ rest đó, là nửa tiếng. Nhưng mà bây giờ bạn đang làm nail đây, bạn đang làm cho khách đây, tới cái giờ nghỉ đây chẳng nhẽ bạn bỏ cái người khách đó bạn không làm thì bạn đi nghỉ, đâu có được, đúng không? Nó bất cập là cái chỗ đó đó. Bây giờ ví dụ như bạn hãng xưởng là bây giờ bạn ví dụ như bạn đang làm một cái gì đó, nhưng mà đúng tới giờ thôi là bạn phải được đi nghỉ,
hết giờ nghỉ các bạn vô làm lại. Nhưng mà làm neo này là khác. Khi các bạn đang làm nóng tay người ta tới cái đúng cái giờ 9 giờ là bạn đi nghỉ đi, nhưng mà bây giờ bạn đang làm hay sao? Đúng không? Đó, bạn đang làm thì nếu mà bạn làm như vậy đó, làm tiếp làm như vậy đó thì bắt buộc chủ phải trả tiền overtime cho bạn. Đó. Cái chuyện là như vậy. Nếu mà trả theo W2 đó, chủ phải trả thêm cái tiền overtime nha, có nghĩa là phải trả gấp rưỡi cái tiền mà ví dụ như mà mình làm 1 giờ 10 đồng thì khi mà làm overtime như vậy thì trả chủ phải trả thêm là 15 đồng. Đó, có rất là nhiều cái khúc mắc trong cái luật này. Có nói chung á là nó chưa hoàn thành, có rất là nhiều cái thắc mắc nhưng mà cái luật này nó chưa có rõ ràng lắm. Đó, có rất là nhiều cái chuyện mà mình người chủ tiệm nail và người công nhân á, có rất là nhiều cái chuyện để mà chưa có sáng tỏ đó, có rất là nhiều người đã thắc mắc và bàn tán. Có người có biết là có người có lợi thì trước mắt đó. Thì tại vì sao người ta ra cái luật này các bạn biết không? Cái luật AB5 này á là chỉ của Quốc hội. Đúng ra cái luật này nó ra tới 6-7 năm nay rồi, nó chưa thực hành đâu. Nhưng mà cũng vì giống như bây giờ chính phủ càng ngày càng siết chặt về cái vấn đề mà an sinh xã hội đó, cái vấn đề mà trợ cấp đó các bạn. Người ta không muốn cho mình làm cái vụ mà nửa check nửa tiền mặt đó các bạn. Người ta bắt buộc mà mình làm sống trên đất Mỹ là mình phải đóng thuế. Đó, người ta đang cố gắng rà soát lại, người ta điều chỉnh lại. Chính phủ bây giờ là làm rất là găng về cái vụ mà trốn thuế rồi xin trợ cấp đó các bạn. Đó là một vấn đề gánh nặng của xã hội. Bây giờ chính phủ là đang ráo riết đang làm như vậy đó các bạn. Thì cái luật này cũng nằm trong một trong cái chương trình của chính phủ là bài trừ những cái giống như kiểu mà không muốn những người mà đóng thuế ít đó, rồi đi xin tiền trợ cấp đó các bạn. Thì cái này cũng tốt thôi. Mình làm thì mình cứ đóng thuế đi, mình sống trên đất Mỹ á, thì mình cũng phải có một trách nhiệm. Đó. Nhưng mà cái điều là các bạn á, nhiều người ta không nghĩ là như vậy. Người ta vẫn cứ muốn giống như làm nửa mặt nửa trách đó các bạn. Thì đa phần là như vậy. Nhưng mà cái luật này ra thì nói chung thì cũng có nhiều người người ta vui, người nhiều người thì người ta khóc á, cũng không có biết được. Người ta nhiều người thích, nhiều người lại không. Đó. Thì nói chung ra thì cái luật này ra thì còn khoảng được 2 năm nữa, có nghĩa là cái W1099 á, các bạn vẫn có thể làm, nhưng mà bắt buộc những người nào mà làm cái form 1099 á là bắt buộc phải ký vô cái giấy là mình đi mướn cái chỗ của thợ đó. À quên, xin lỗi các bạn. Đi mướn cái chỗ của chủ đó, cái mướn giống như cái mướn bàn vậy đó. Đó là làm để mà làm thì vẫn có thể làm được trong 2 năm nữa, tới năm 2022 là hết hạn. Thì bắt buộc tất cả các chủ tiệm nail trên đất Mỹ, không xin lỗi các bạn, không phải tất cả các chủ tiệm nail bên Cali thôi, người ta mới thực hiện ở bên Cali thôi, thì là bắt buộc là phải trả theo cái lương tối thiểu là cái form W2 đó các bạn. Thì thôi kệ nó đi, mình sống trên đất Mỹ mà, cái luật người ta ra là mình phải chấp hành thôi, chứ mình đã sống ở đây là mình phải theo cái luật pháp của nước Mỹ, đúng không các bạn? Chứ mình không có cãi được đâu, mình đâu có phải như đưa cái luật trừng của mình ra được. Mình sống trên Mỹ mình phải tuân thủ theo luật pháp đó. Thì đó là một số cái ý kiến của mình đó, mình cái quan điểm mình bình luận ra mình thấy nó như vậy đó. Thì mình cũng chưa có làm neo bao giờ hết trơn á, thì mình cũng đọc những cái bài báo và rất là nhiều người ta có cái ý kiến trái chiều với nhau đó. Thì mình cũng lên nêu cái quan điểm của mình là như vậy đó. Thì thôi, mình cũng kết thúc cái video tại đây ha. Mình cũng cảm ơn, cuối cùng thì mình cũng cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cái kênh của mình. Thì nếu các bạn mà thấy cái video của mình vẫn thích á, thì các bạn xin các bạn bấm like và chia sẻ và luôn luôn ủng hộ cho mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.